Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Commuter. Mình mới check giá của cà rồng họa thì mình thấy được là tất cả những mẫu cà rồng họa bây giờ đều có mức giảm giá rất sâu. Ví dụ mình đang có ở đây là GTX 1660 Ti. Khi mà anh em xây dựng với tất cả những thành phần linh kiện thành một bộ PC hoàn chỉnh thì cái mức giá bán sẽ là từ 5 triệu đồng cho mẫu cà rồng họa. Như vậy là mức giá giảm giá cực kỳ tốt để chúng ta có thể xây dựng được một bộ PC. Và vì thế mình đã có mang đến đây một bộ mini PC để giúp cho anh em có được một sản phẩm vừa có mức giá rẻ mà cái góc nhìn chúng ta cũng vô cùng đẹp đẽ. Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu xem ở bên trong sẽ có những thành phần linh kiện như thế nào nhé. Với thành phần về VGA thì với GTX 1660 Ti thì đây là một trong những mẫu cà rồng họa rất tốt để chúng ta có thể chơi game ở chế độ phân giải Full HD. Anh em có thể lựa chọn bất kỳ một mẫu màn hình nào miễn là có tần số quét cao và độ phân giải Full HD là chúng ta cũng có thể chơi được hầu hết tất cả những tựa game rồi, từ tựa game online hoặc là tựa game offline thì đều có thể chơi tốt với GTX 1660 Ti. Thì với phiên bản mình đang có đây là phiên bản Acer TUF Gaming. Đây không phải là phiên bản anh em thấy trên Google. Nếu như anh em nào mà Google thậm chí có thể ra những phiên bản GTX 1660 Ti có cái heat sink tản nhiệt cực kỳ bé thì với phiên bản mình đang có đây là phiên bản thay vào đấy là phiên ống đồng, có hai ống đồng để chúng ta có thể tản nhiệt được mát mẻ hơn. Khi mà mình firm up thì nhiệt độ sẽ khác khi so với sử dụng thực tế. Khi mà chúng ta sử dụng thực tế thì nhiệt độ sẽ mát mẻ hơn rất nhiều. Miễn là bên trong vỏ case của anh em có những cái hệ thống tản nhiệt khí để airflow tốt hơn, những cái luồng gió bên trong được thổi ra ngoài tốt hơn thì cái nhiệt độ của VGA cũng sẽ mát mẻ hơn. Về thành phần CPU thì sao? CPU ở đây là CPU AMD Ryzen 5 5600X. Về mặt lý thuyết thì đây là một mẫu CPU Ryzen 5 tốt nhất hiện tại rồi, sức mạnh cao nhất. Ở những laptop ra khác thì mình chưa nói đến. Thế nhưng tính tới thời điểm hiện tại, những mẫu CPU được bán thương mại thì 5600X là CPU mạnh nhất. Thì đây là một mẫu CPU có 6 nhân và 12 luồng xử lý, khá tốt so với thời điểm hiện tại. Tản nhiệt được theo kèm là tản nhiệt stock. Thế nhưng mình lại không sử dụng tản nhiệt stock mà mình thay vào đó mình cắm thêm một tản nhiệt top down nữa. Thì cái hệ thống tản nhiệt top down này về mặt nguyên lý hoạt động sẽ giống hệt với tản nhiệt stock, tức là hút gió về đằng trước xong thổi thẳng vào khu vực heat sink tản nhiệt để làm mát. Vậy thì hệ thống tản nhiệt top down này thì khác gì so với tản nhiệt dạng tháp? Một chút nữa thì mình sẽ giải thích dành cho anh em. Chuyển sang đến thành phần về main thì một mẫu main mini iStick, tất nhiên rồi, chúng ta build mini PC mà main phải nhỏ thì mới có thể nhét vào được. Thì đây là B550 đến từ Acer, đây phiên bản Acer ProSwitch B550i. Đây là lý do được mình lựa chọn tản nhiệt top down, đó là khu vực heat sink, tức là cái khu vực VRM cấp điện cho CPU. Anh em nhìn thấy đây là có một kích thước rất nhỏ và mỏng, thì mình khi mà trang bị cái tản nhiệt top down đây thì khi mà hút gió đấy sẽ thổi thẳng trực tiếp gió xuống khu VRM thì cũng sẽ giúp cho khu VRM được tốt hơn. Mình nói vậy không phải là do cái khu VRM cấp điện cho CPU bị nóng, đây là để cẩn thận hơn dành cho anh em nào mà lo lắng vấn đề liên quan nhiệt độ. Thậm chí Acer còn cẩn thận hơn mình cơ, họ còn trang bị sẵn một cái quạt mini để có thể tản nhiệt được cho khu vực VRM. Tất nhiên thì đây là khu vực khá là khó để có nhìn thấy, thế nhưng anh em cứ yên tâm đi, nhiệt độ khi sử dụng sẽ là rất mát mẻ. Thậm chí cái mẫu bo máy chủ này còn được trang bị thêm cả wifi và bluetooth nữa, cực kỳ nhiều công nghệ và anh em không cần phải quan tâm có thiếu những cái cổng kết nối hay là thiếu những công nghệ khi mà anh em lựa chọn mini PC hay không, quá nhiều để chúng ta có thể lựa chọn. Và khi chúng ta chơi game ở trên độ phân giải Full HD và là một bộ PC mức giá rất thấp, mức giá rất tốt, chưa đến 20 triệu đồng thì 2 thanh RAM 8GB với tổng dung lượng là 16GB là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Với CPU của AMD thì anh em luôn nhắm tới đó sự dual channel để có thể tận dụng được tối đa hiệu năng. Còn về khu vực bus RAM thì từ 3000 cho đến 3600 là tốt nhất, thì ở đây mình lựa chọn bus RAM nằm ở giữa là 3200 để chúng ta có thể sử dụng. Xung quanh đây những cái vỏ cây mini của mình thì mình đã có lắp thêm tổng cộng là 3 quạt, là 3 quạt đều là hút gió ra ngoài để có thể gọi là tối ưu nhất. Nếu như anh em nào mà không thích ba quạt hút gió ra ngoài thì có thể thay đổi chiều gió tùy theo cái yếu tố thích của anh em. Còn về bộ nguồn, có thể là anh em đã không nhìn thấy đây, em nghĩ rằng mình cắm một bộ nguồn mini đúng không? Không, đây là bộ nguồn tiêu chuẩn thông thường, mình sử dụng nguồn đến từ Corsair với công suất là 550W. GTX 1660 Ti và AMD Ryzen 5 5600X 550W là cực kỳ thoải mái để có thể sử dụng rồi. Cà đồ họa thì khoảng hơn 100W điện, CPU thì hơn 60W, vẫn còn thừa rất nhiều để chúng ta có thể cắm thêm những cái thiết bị nữa. Thì với cái vỏ case mình sử dụng ở đây, anh em nhìn thấy là cái độ rộng rãi vẫn còn, tức là anh em hoàn toàn có thể gắn sang một phiên bản cà đồ họa khác, ví dụ như phiên bản RTX chẳng hạn, phiên bản 3 fan của Acer, mình gợi ý luôn RTX 3070 Ti bây giờ rẻ lắm, anh em mua có thể thay vào cực kỳ tuyệt vời luôn. Tản nhiệt thì anh em có thể đổ sang một hệ thống tản nhiệt all in one. Tất nhiên thì khi mà chúng ta thay đổi sang những thành phần linh kiện khác thì cái mức chi phí đầu tư cũng cao hơn. Đây phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu sử dụng của anh em và không phải mất nhiều thời gian nữa, bây giờ sẽ là phần test hiệu năng luôn.
Vậy thì anh em đánh giá sao về cấu hình mini PC mình đang có ở đây? CPU AMD Ryzen 5 5600X có phù hợp với anh em hay không? Còn card đồ họa GTX 1660 Ti hay bất kỳ mẫu card đồ họa nào hiện tại chắc chắn là sẽ phù hợp rồi, bởi vì mức giá đang ở rất tốt rồi, giảm cực kỳ sâu để anh em có thể chọn mua. Đường link của sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.